không phải chạy lên quận 7 nữa mà ở quận 3 vẫn có thể thưởng thức bánh rán hot dog kiểu Hàn Quốc gồm 8 vị khác nhau. Hello, TB nè. Hot dog quận 7 đã có mặt tại quận 3 và trời đang rất là nóng. Check in sẽ bán hot dog triệu view. Ngay hồ con rùa là phải thử liền cho mọi người. Nay sẽ có 8 vị bánh nha, là đậu đỏ, mật ong, trà xanh, sô cô la, chuối, ngũ cốc, phô mai, kem trứng. Mình có thể trực tiếp đứng xem công đoạn làm bánh luôn. Lúc mà cho nhân và vỏ bao đến bước chiên trên cái chảo nóng ơi là nóng. Khi nào mà chín đều cả hai mặt, các bạn sẽ dùng cái đồ ép để ép bánh xẹp xuống. Chiên trên chảo dầu nóng nên đứng gần quá sẽ dễ bị bắn. Với lại là cực kỳ nóng nha mọi người. Bánh này thì đợi lâu nha, cỡ tầm 15 phút mới có bánh. Và ai mà không thích đồ dầu mỡ thì nên cân nhắc. Nhắn mới này thì có chỗ để ngồi lại nha mọi người, còn không thì ra hồ con rùa. Vậy mà tôi highly recommend mọi người gọi là trà xanh, sô cô la với lại mật ong hoặc là chuối nữa. Giòn đều hai mặt, không có bị ngọt cắt đâu ha. Tụi mình sẽ đá bánh trong một cái ly như thế này rồi ăn cho đỡ nóng. Đương nhiên là món này sẽ hơi bị bột và dầu mỡ. Cái ăn thì ok chứ ăn nhiều cái là ngán lắm mà. Không có nghe nhiều bạn nói là mấy bạn nhân viên bên quận 7 kiểu không vui vẻ lắm, mà mấy bạn bên quận 3 là cực kỳ dễ thương luôn. Giòn đều bên ngoài, bên trong thì có vị mật ong ngọt ngọt. Một cái bánh ở đây dao động từ 29 đến 30 cần, khá lỗ má. Tôi đi trộm vía ngay ngày đầu tiên nên chưa có đông. Hại là lần sau tôi vẫn sẽ quay trở lại mua thêm vài cái bánh mang ra hồ con rùa ngồi lai rai với bạn bè. Bye bye.